Lạng Sơn là gặp đội nào? Sơn Tây. Rất khó khăn. Vận động viên của Lạng Sơn gặp vận động viên của Sơn Tây Hà Nội, nhưng vì thương hiệu bản quyền, Nguyễn Nam Hiếu thi đấu cho câu lạc bộ Xuân Mai. Trên ghế đăng ký huấn luyện viên là Lâm Bình Đạt. Xin nhắc lại các đơn vị là tổ chức cuộc gián lịch ở ngoài phía trước. Không không. Ở dưới ở cái biển dưới cái ma cát của ban tổ chức này. Ở cửa ra vào bên tay tay trái. 1-0 cho Nguyễn Nam Hiếu. Ban tổ chức cuộc gián lịch ở trên đấy đề nghị các vận động viên chúng ta theo dõi lịch thi đấu. Ở lịch thi đấu ghi rõ ràng các mặt trận nào trận buổi sáng và trận nào buổi chiều ra rồi. Điểm cho Nguyễn Nam Hiếu. Trên sân số 1, Trần Quang Huy, anh Phạm Văn Đình Tơn, Cao Vương Quang Hiếu của Hồng Hòa Bạch Điều. 2-1. Đặt tay vào con. Tạ Trần Quang Huy của anh Phạm Ba Minh Tơn, Cam Vương Quang Hiếu của ông Hòa thi đấu sân số 1. Thủ cũng đáng gờm chú Hoàng ạ, khó khăn. Tạ Trần Quang Huy của anh Phạm Ba Minh Tơn ạ. Đâu, con này đâu? Đây, cháu xanh. Lạng Sơn gặp Sơn Tây. Lạng Sơn gặp Sơn Tây ạ? Số đang là 3-0. Đâu? Bây giờ mới 3-0. 3-0. Chắc tay rồi. Chúng ta đang thi đấu ở trận đơn nam 18 A124. Các trận đơn nam các bạn đã theo dõi trận đơn nam 18 giữa Lạng Sơn và Sơn Tây. Phải Lạng Sơn đấy. A125 là Ngô Hải Trung của Tuyên Quang, Lương Hoàng Tùng của Lương Sơn. A126 là chị Lê Hoàng của Bậc Trời Lá, chị Minh Hiếu của Bình Phúc. A127, A126, Cao Văn Ly, Tân Tiến, Ngô Duy Công của Tuyên Quang đang chuẩn bị. Không hay. Điểm 53. Cầu ngoài, điểm 63 cho Lạng Sơn. Cháu tên là gì đấy? Lam Hiếu. Lam Hiếu Lạng Sơn. Gọi cho mẹ, mẹ giúp. 46, không được lãng phí. 46. Phía gần màn hình các bạn là Lạng Sơn, phía xa là Sơn Tây. Giải cầu lông các câu lạc bộ huyện Chương Mỹ mở rộng tranh cúp Ly Linh năm 2023 được tổ chức tại nhà thi đấu huyện Chương Mỹ. Trước mắt chúng ta là trận đơn nam U18 vòng loại giữa Lạng Sơn và Sơn Tây. 6-7. Đấy. Không thành công. Điểm 7-0. Một pha bỏ nhỏ không thành công đến từ Lạng Sơn. Cho
Và cầu ép trái tay sâu 97 cho Lam Hiếu Lạng Sơn. Tám chín. Quý vị và các bạn đang theo dõi trận đơn nam U18 loạt vòng loại thứ hai giữa Lam Hiếu Lạng Sơn và tay vợt đến từ Sơn Tây. Gần màn hình nhỏ các bạn là Lam Hiếu Lạng Sơn, từ xa là tay vợt đến từ Sơn Tây. Giải cầu lông các câu lạc bộ huyện Chương Mỹ mở rộng tranh cúp Lai Linh năm 2023. Sơn Tây phát cầu 10 đều, rất cân tài cân sức. Và thủ cầu rất tốt đến từ Lam Hiếu. Và kề cầu vừa đủ để có điểm. 11-10. Tốt. Một pha lên non cầu. Điểm 11 đều. Và đánh cầu không qua lưới đến từ Sơn Tây. 12-11. Một tỷ số điểm rất là mong manh. Khoảng cách chỉ là một điểm. Mười ba mười một. Mười bốn mười một. Mười hai mười bốn cho tay vợt lên Sơn Tây. Điểm 15-12. Thì mời Ngô Hải Trung của Tuyên Quang và Lương Hoàng Tùng của Lương Sơn và sân đấu 3 thi đấu. Ngô Hải Trung của Tuyên Quang, Lương Hoàng Tùng của Lương Sơn và sân đấu 3 thi đấu. Cầu ngoài. Hai tay vợt đổi sân. Đánh xét 16 đổi sân chạm 31. Tuổi.
trận đấu tiếp tục rồi, 16-12 pha thử cầu, trận đấu bắt đầu, tiếp tục 16-12. Tốt, một pha đập cầu chéo sân vào góc xa, 17-12. Khoảng cách đã là 5 điểm cho Lam Hiếu Lạng Sơn. Lên. Vì vậy là đập cầu ra ngoài, rất đáng tiếc. Cầu ngoài sân, 14-17. Vậy là trọng tài xác định cầu trong sân, điểm 18-14. Đập cầu chéo sân, điểm cho Sơn Tây 15-18. Cao Văn Linh của Tân Tiến, Ngô Duy Thông của Tuyên Quang và thi đấu sân số 1. Chị Lê Hoàng của Vòng Tròi Đá, Trịnh Minh Hiếu của Vĩnh Phúc thi đấu sân số 2. Cao Văn Linh, Tân Tiến, Nguyễn Duy Thông, Tuyên Quang thi đấu sân số 1. Trịnh Lê Hoàng Vòng Tròi Đá, Trịnh Minh Hiếu Vĩnh Phúc thi đấu sân số 2. Đề nghị các bạn viên sang khẩn trương chúng ta nhé. 16-18. Cả gia đình lên này. Đây, kiểu lại gia đình thể thao rồi. Nguyễn Quốc Cường, tuổi là Phạm Hải Anh, Phạm Hải Anh của anh Phạm Văn Minh Sơn tuổi mình. Đỗ Văn Huy bằng tuổi là Lê Duy Thắng của Duy Hoàng Văn Trơn chuẩn bị 19-16. Chắc tay.
5 điểm rồi đấy. À, 6 điểm rồi. Tốt. Cầu đến thứ 5 nhớ Đặng Sơn 26-20. Cầu ngoài 27-20. Thắng rồi, trận này cơ hội thắng cao lắm. 27-20. Tiếp tục là thủ cầu ra ngoài, điểm 28-20. Cầu ngoài 21-28. Cầu ra ngoài 22-28.
23-28. Một giây qua đây. Hai bốn hai tám. Cầu trong sân 25-28, Nam Hiếu vừa để mất liên từ 3 điểm. Đỗ Văn Huy mặc chùi lá lên chiến thắng của Duy Hoàng Mai Minh Tơn thi đấu sân số 2. Lê Duy Thắng của Duy Hoàng Mai Minh Tơn thi đấu sân số 2. 28-29. Trận đấu căng. Nguyễn Quốc Cường mầm chồi lá gặp Phạm Hải Anh của anh Phạm Ba Minh Tơn. Vận động viên Phạm Hải Anh của anh Phạm Ba Minh Tơn vắng mặt. Vận động viên Nguyễn Quốc Cường mầm chồi lá thắng cuộc. Xin nhắc lại trận thi đấu A128 đơn nam 18. Nguyễn Quốc Cường mầm chồi lá gặp Phạm Hải Anh của anh Phạm Ba Minh Tơn. Vận động viên anh Phạm tỷ số bất ngờ. Sơn Tây đã giành chiến thắng trước Lạng Sơn 31-29. Xin chào lại quý vị các bạn các trận đấu tiếp theo.